phàm thái như quỳnh như đông mạ xanh non nhớ vùng hồ chim nữ bông phong hồi nhớ bạn ngũ hành sơn có nhớ tây du chồng thủy lên đường nhớ mi châu bên nước tầm dương nhớ thuở nào biết rồi phàm lại nhớ tây thi chim nhớ cành đa muốn trở về bên cũ xa xưa đèn nhớ bóng đường minh hoàng nhớ dương quý phi khắc trùng dòng dội nhớ huyền chân kim trọng thương kiều nhớ thuy vân trăm năm bên nhớ con đò cũ biết thân rồi đầy con bình chờ rất nhớ châu lâu lạc nẻo ai kia nhớ dặn dò nguyện huệ trung vương mình nhớ mãi con hồng châu lạc nhớ non sâu bạch mã bên thành nhớ chàng trên lòng nhớ gót chinh nghiêng mị nương nhớ sao chương chi lắm chẳng nhớ hoàng hôn anh nhớ bên cũ xa xưa đèn nhớ bóng đường minh hoàng nhớ dương quý phi khắc trùng dòng dội nhớ huyền chân kim trọng thương kiều nhớ thuy vân trăm năm bên nhớ con đò cũ đầy có nhớ tần lưu bình chờ rất nhớ châu lạc nẻo ai kia nhớ dặn dò quyền huệ trương vương mình nhớ mãi con hồng châu lạc nhớ non sâu mạ bên thành nhớ chàng ương chế bồng ngà như gót chinh nghiêng mị nương nhớ sao chung chi lắm chẳng nhớ hoàng hôn anh nhớ chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Thanh Nguyễn Đại Dương, là một kênh chuyên phối ghép các bộ hát karaoke, đồng thời là một kênh chuyên phối ghép các bộ nhạc vàng. Trong buổi tối ngày nay, anh Nguyễn trân trọng giới thiệu đến các bác một bộ nghe nhạc có thể nói là hết sức nổi tiếng trong giới audio cũng như những bác đã được dùng. Thì bộ ghép này anh Nguyễn đã đưa một đôi loa đến từ thương hiệu Diatone, và đôi loa này có model là DS73D25 mã, là một dòng loa sử dụng 3 đường tiếng.
bát của nó là sử dụng bát 32, trung 10 và check 2.5. Ngoài những tính năng đặc biệt ra thì dòng loa này nó còn hỗ trợ hai chiếc áp tinh chỉnh, nhất là một chiếc áp tinh chỉnh cho giải trung để tăng lời, một chiếc áp để tinh chỉnh cho giải tép để tăng tiếng tép sáng và lẩy. Thì chiếc loa này có độ trở là 6 ohm và công suất cực đại của một quả loa là 80W, giải tần hoạt động là 35Hz đến 30kHz, có thể nói rất sâu. Đối với những dòng loa nghe nhạc này thì ngoài tính năng nghe bằng tai ra, các bác có thể cảm nhận bằng da thịt, bởi vì có những giải tần nó lớn hơn 20kHz thì chúng ta chỉ có thể cảm nhận bằng da thịt mà thôi. Và đôi loa này có nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản và được trực tiếp Nhật Bản sản xuất, đến từ thương hiệu Diatone, phù hợp cho các bác nghe nhạc vàng, nhạc bolero, nhạc chương tình. Tiếng bát đánh ấm, dày, sâu và mạnh mẽ. Tiếng trung thì ngọt ngào, tiếng chép thì rất là chi tiết. Dốc rách nhẹ tan, tan biến. Trong bộ ghép này thì anh Nguyễn mạnh dạn phù hợp với một chiếc âm ly hết sức nổi tiếng đến từ thương hiệu Santui. Đây là một dòng âm ly danh giá đối với tất cả những người chơi audio cũng như để lại tiếng vang cho những người đã nghe. Chiếc âm ly này có model là 607LX. Xtra là một dòng ly có công suất cực khủng, đánh được với mọi loa và dễ ghép với mọi loa. Bởi vì dòng ly này sử dụng là có công suất ra là 250W, lộ trở hoạt động từ 4 đến 16 loa, 16 ohm, cho nên là rất dễ ghép với tất cả các loại loa nghe nhạc. Và dòng âm ly này nó có cầu đánh A, B và cầu đánh A với B. Và đặc biệt, chiếc âm ly này nó có hệ thống giải tần chỉnh rất tốt, như trên áp chỉnh cho bát, trên áp chỉnh cho check và trên áp chỉnh cho giải trung. Thì ngoài tính năng ra thì chiếc âm ly này thiết kế sang trọng, có một volume tổng ở giữa tạo nên sự hầm hố và bắt mắt, và hỗ trợ rất nhiều đường vào như cổng CD, cổng line, vân vân. Để mà thực hiện tốt được với bộ này, anh Nguyễn đã mạnh dạn sử dụng một chiếc đầu giải mã đến thương hiệu Đờ Lông và có model là DCD1610, là một dòng đầu có thể nói là hỗ trợ rất nhiều đường ra, ví dụ như cổng AV, cổng đồng trục và cổng quang, dễ phù hợp với mọi dòng âm ly từ tầm thấp, tầm trung và tầm cao. Đặc biệt chiếc đầu này nó hỗ trợ rất nhiều các phím chức năng, có thể là lách bài, chọn bài trên trực tiếp phần máy, sử dụng khay đĩa ra bằng các hệ thống bánh răng, do vậy không bị kẹt, bị mắc khi quá trình sử dụng. Các bác có nhu cầu về các bộ hát, hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 140. Em giao hàng toàn quốc. Ngoài những bộ ghép ra, anh Nguyễn có thể cung cấp các thiết bị lẻ như đôi loa Diatone có model là DS73D25 mã, hoặc chiếc âm ly Sansui 607LXA, hoặc chiếc đầu Đờ Lông có model là DCD1610. Anh Nguyễn chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.